Huệ Trắng Trong Lửa. Trích đọc: tác giả Lưu Quốc Hòa, giọng đọc Hải Yến. Số 5. Phạm Văn Vọng, người chỉ huy cao nhất của đại đội, linh hồn của những trận đánh máu lửa ở chân cầu này, ông và đại đội trưởng là một khối thống nhất để tạo nên sức mạnh cho đơn vị đã 2 năm. Từ cái ngày công sự còn hoe màu đất gan gà, phải trồng cúc tần chống lở đất và ngụy trang. Giờ những cây cúc tần đã làm nơi cho bầy chim về làm tổ. Chiến sĩ nể trọng người chỉ huy gương mẫu và nhất mực yêu thương pháo thủ. Những binh nhất, binh nhì mới vào bộ đội pháo từ đầu chiến tranh phá hoại. Năm 1965, Mỹ còn đánh thăm dò. Có những trận báo động kéo dài cả tiếng đồng hồ. Máy bay chỉ lởn vởn rất xa rồi bay ra biển. Tiếng bom vọng trong không gian cảm tưởng như tiếng sấm ì ùng của cơn giông cuối trời. Chiến sĩ ngồi lâu tê mông, liền nghĩ ra nhiều trò chơi. Có anh rủ nhau đi vặt cỏ gà, rồi chơi gà chọi. Có anh lủi xuống bụi, tìm bắt chim non mới nở về nuôi. Có anh tha thần ra vệ cỏ, bắt cào cào, về đút cho chim ăn. Họ chơi tú bôi nhọn nổi nhau ngay trên mâm pháo. Nhiều khi họ chơi cả trò con gái là đánh chuyền. Lúc này chưa có đám pháo thủ nữ đến hiệp đồng, nên cánh lính trẻ bộc lộ hết cái nửa người lớn nửa trẻ con của họ. Ông Vọng uốn nắn tác phong cho lính rất thân mật. Ngoài giờ thực hiện điều lệnh, ông vẫn mày tao với lính. Pháo thủ trẻ yêu ông thật lòng, họ gọi ông là bố Vọng, rất tự nhiên. Rồi chiến tranh phá hoại dần ác liệt. Máy bay đã ném bom nhà máy dệt Nam Định và đánh vào trung tâm dân cư đông đúc, làm chết nhiều người. Bác Phạm Văn Đồng đứng bên hố bom lau nước mắt. Nam Định, Hà Nam sáp nhập thành tỉnh Nam Hà. Cho đến hôm nay, thị xã Phủ Lý cũng bị hủy diệt đến mức không còn một bức tường nguyên vẹn, không một bóng cây đủ tròn tán bên đường. Như ý một bài thơ của một tác giả nào đó đã khái quát: chỉ còn tháp nhà thờ đạo và khu ủy ban hành chính Hà Nam quét ve hồng chưa sập hoàn toàn nhưng lở loét và nứt nở, không ai dám đứng gần. Ông Vọng gắn bó với đơn vị pháo này từ ngày đó và cho đến giờ này. Trận mùng 1 tháng 10, nhiều chiến sĩ thân yêu ông coi như con cháu đã ngã xuống. Sự hy sinh của đôi nam nữ đang yêu nhau chót mang thai làm ông thật sự choáng váng. Không ai quy tội, nhưng ông cứ tự giày vò, hình như mình có phần can dự vào cái chết của hai đứa. Nỗi ám ảnh làm ông thiếu tự nhiên trước chiến sĩ. Mái tóc ông nhanh bạc, gương mặt đăm chiêu khắc khổ. Chiến sĩ thấy ông như vậy cũng ngại không dám gần, khiến cái mặc cảm càng nặng thêm. Hỡi ôi, giặc đã làm khổ ta, nhưng ta cũng tự làm khổ ta đến thảm thương. Từ ngày có pháo thủ nữ dân quân được đại đội của xã cử đến làm pháo thủ hiệp đồng, không khí xôm hẳn lên. Phần đông các thôn nữ lại là lực lượng tại chỗ của làng đình. Lính tráng anh nào cũng tỏ ra người nhớn hơn, chả cần nhắc nhở điều lệnh nội vụ, họ cũng sơ vin áo trong quần, cắt tóc cạo râu nhẵn nhụi. Có anh còn cho nước sôi vào ca, là quần cho thẳng nếp. Các con chim non cầm lồng được phóng thích, những bộ chắt bộ truyền vứt xuống hồ. Hai vị chỉ huy tủm tỉm bảo nhau: hóa ra mấy con bé trong làng nó thay mình làm chính trị viên với đại đội trưởng cả. Chính trị viên đại đội dân quân xã là Ngô Thị Hồng, một người con gái rất đặc biệt. Với cái tuổi 37 sống độc thân không chồng, chỉ có mẹ già trong xóm sớm tối đi về. Ngoài nhiệm vụ chính trị viên đại đội toàn xã, Hồng còn là đội trưởng đội sản xuất số 2
của hợp tác xã có cái tên rất đẹp, Hợp tác xã Lam Hồng. Chị đã qua một đời chồng tảo hôn khi mới là cô bé 13 tuổi. Câu chuyện hôn nhân của họ như một pha hài. Năm ấy, Hồng đã phồng phao ra dáng một thiếu nữ. Chồng của Hồng, anh Hoàng Thùy, con một bác tài xế Tây khá giàu. Đã 17 tuổi mà anh Thùy bé như nắm chắt lại lùn tịt, bị viêm tai ngãnh ngãng như chú bò lạc. Bạn bè vẫn lén gọi là thằng thối tai. Bị ép lấy nhau nhưng hai người tránh gần nhau, không bao giờ ngủ cùng và thỉnh thoảng hay chửi nhau như hàng tôm hàng cá. Kiểu vợ chồng trẻ con ấy tồn tại không được bao lâu, mỗi người mỗi ngả. Anh Thùy theo bố lên Hà Nội học nghề, Hồng ở nhà chăm mẹ và lúc buồn lại hay sang mấy cụ hàng xóm tập hút thuốc lào. Lúc đầu thì hút ké mấy hơi, rồi sau hút thật. Có bệnh, sặc thuốc, cong đít lên ho, bị các cụ chửi, nhưng Hồng vẫn nài nỉ xin hút để đỡ buồn cái đời. Có mấy đám đánh tiếng nhưng Hồng khước từ. Làm công tác đoàn một thời gian, Hồng được kết nạp đảng và bây giờ làm chính trị viên đại đội. Trong túi sách bao giờ cũng có chiếc điếu cày ngắn bằng gang tay. Giữa hội trường hay giữa sân hợp tác xã đông người, giữa cánh đồng, Hồng thò tay vào túi lấy điếu ra, nhúng thuốc lào lằn trong cặp quần được vê rất điệu nghệ và bật diêm khum tay che gió cũng rất điệu nghệ. Hút xong, dầu mỏ phun khói lên rời, phun cả bằng lỗ mũi rồi lim dim mắt khoái trá. Học hành giang dở thì bị ép đi lấy chồng, về nhà mẹ đẻ thì gặp chiến tranh phá hoại. Hồng đành tự học. Cô thích đọc sách, trong nhà lúc nào cũng đầy sách. Hồng mượn của các giáo viên, của thư viện, của bất kỳ ai. Cứ rảnh rỗi một chút là đọc. Hồng là một phụ nữ thông minh đến ma mãnh và có nhiều cá tính. Hồng cương trực bỗ bã, không thích véo von. Chiến đấu thì dũng cảm, nhưng phải cái tật chửi tục. Hồi còn là pháo thủ hiệp đồng, cứ sau mỗi lần giận cò, Hồng lại chửi: "Đê mẹ mày này, chết mẹ mày chưa?" Rồi cười khơ khớ. Cô không đội mũ sắt mà chỉ thích đội nón trắng. Đã đội là phải trắng bóc, còn nón đã ngả màu cô cho người khác. Bị nhắc nhở về kỷ luật phòng không, Hồng bọc nón bằng mảnh vải dù ngụy trang và chống chế: "Tôi không đội mũ sắt như úp cái nồi rang lên đầu được. Đội vào là đau đầu rồi lăn ra ốm luôn." Chả biết có đúng không, nhưng tính Hồng ngang bướng. Với đám con gái trẻ dân quân dưới quyền, Hồng cũng nanh nọc, ne nét, nhiều khi quá đáng. Hễ ai đệm tên có vẻ văn hoa quá, Hồng cũng can thiệp. Cô già soát từng người và quát nạt: "Con gái thì phải có chữ thị, con trai phải có chữ văn, làm tên đệm nó mới hay. Tao cấm chúng mày thiếu chữ thị." Vậy cho nên cả trung đội phần lớn chỉ là thị này thị nọ, nghe rất nữ tính. Cán bộ nam giới đi chiến trường hết nên họ đùn chức chính trị viên cho Hồng. Trước khi xảy ra trận đánh, Hồng tập trung cả tốp nữ pháo thủ lên dây cót. "Đứa nào không sợ chết thì lên mâm pháo, đứa nào ngại thì tao phân công việc khác. Tao không ép đứa nào cả, nhưng đã lên mâm pháo thì phải chiến đấu cho ra trò, đừng hèn nhát làm xấu mặt làng xóm. Đi chiến đấu với đám con trai, đừng để nó sàm sỡ. Thằng nào bóp vú đấm ngay vào mặt nó rồi về bảo tao, nghe chưa? Đứa nào thích con trai sờ mó thì kệ chúng mày, nhưng phải kín kín. Yêu đương nhằng nhít để ẫnh bụng ra là tao cấm. Tình hình căng thẳng thế này mà chửa đẻ là chết, nghe chưa?" Ôi giời ơi, tao biết tổng lũ chúng mày cũng hớn mỡ động được lắm cơ. Cứ như tao, tao chỉ thích thuốc lào, còn bọn đàn ông thối tai tao chán ngấy rồi. Đứa nào sờ vào gấu váy tao, tao phun thuốc lào vào mặt là mù mắt chết luôn. Ngô Thị Hồng khịt khịt mũi, rồi lần túi tìm điếu cày. Hồng có đôi mắt cá chày thổi lồi ra. Người ta bảo mắt cá chày là nóng nảy nhưng trực tính. Quả đúng như vậy. Cô là bậc đàn chị
của tất cả đám pháo thủ trẻ. Có người gọi Hồng là cô, là dì, là mợ, rồi xưng cháu. Nàng nào lẳng một tí là Hồng nhấc đồ đĩ non. Cánh pháo thủ vừa quý Hồng lại vừa hãi. Các nàng thì thầm bảo nhau: bố sách mồ côi vợ, hay là ghép bà ấy với đại đội trưởng có khi lại ổn chúng mày ạ. Sau trận thương vong của trung đội nữ, Hồng đau đớn vật vã. Đó là những pháo thủ do chính Hồng và đại đội trưởng đại đội dân quân xã Tiên Hòa Nguyễn Chí cử đích danh. Họ cùng ở làng đình gần với vị trí trận địa. Hồng nhận phần làng cô là tuyến 1 nên nhận vị trí này trước đảng ủy xã. Dân quân nữ mấy làng bên cũng đấu tranh đòi được lên mâm pháo nhưng bị gạt đi. Cuối cùng thì anh Nhẫn bí thư phải ra quyết định rất hợp lý hợp tình là bộ đội đóng trận địa ở làng nào thì dân quân làng ấy được lên mâm pháo hiệp đồng. Ai cũng biết việc lên mâm pháo là đối diện với cái chết, nhưng ai cũng xung phong nhận phần. Những thôn nữ vừa hy sinh cùng nằm trong một làng là con cháu hay chị em có họ gần họ xa với Hồng. Thương chúng nó quá. Trước lúc hy sinh, bụng chúng nó còn đói veo. Máy bay đánh từ lúc mặt trời lên đến gần trưa. Nhiều đứa nhà nghèo cơm chỉ có một bữa, còn đói lòng thì bắp ngô hay củ khoai. Không có ngô khoai thì vặt sung hái ổi mà ăn qua bữa. Khổ thế mà con em của làng vẫn phơi phới ra trận, tranh nhau mà ra để rồi bom đạn cướp đi. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, Hồng quay ra giận dỗi với cả chỉ huy đại đội, nhất là giận ông Vọng chính trị viên. Buổi họp rút kinh nghiệm tại xã, Hồng lớn tiếng phản đối việc khai trừ danh hiệu đảng viên của Ba và khai trừ đoàn viên của Tầm. Trong buổi họp đó, lãnh đạo hai bên chỉ thiếu Đặng Bảng Nhẫn, chiếc ghế chủ tọa của người bí thư đảng bộ vẫn như còn ấm hơi anh. Bí thư mới lên thay là Trịnh Văn Thất do huyện ủy đặc trách cử về tạm thay thế. Ngồi ở hàng ghế thứ tư, Hồng khịt mũi liên tục, thỉnh thoảng lại lôi điếu cày ra hút. Hồng đứng dậy phát biểu: thưa các đồng chí, tôi xin trình bày quan điểm cá nhân của tôi. Dù nói xong các đồng chí khai trừ tôi ra khỏi đảng, cách chức chính trị viên đại đội cũng được. Nhìn quanh một lượt, Hồng lớn tiếng: vấn đề thứ nhất là sự hy sinh của hơn 20 chiến sĩ pháo thủ trong trận mùng 1 tháng 10 vừa qua có trách nhiệm của chỉ huy đại đội. Chúng ta không sai lầm trong cách đánh, nhưng sơ hở trong tấn công tiêu diệt máy bay. Đó là sau khi hạ được một chiếc A-4D, cả bốn khẩu đội đều quá say sưa về thành tích mà quên cảnh giác. Có nhiều chiến sĩ bỏ cả vị trí nhảy lên thành công sự hoan hô. Gần 3 phút đồng hồ ta thiếu quan sát khi máy bay từ nhiều hướng vẫn đang lởn vởn. Ta đã hở sườn nghiêm trọng trong phút ấy để tạo thời cơ cho địch tấn công, cường kích từ hướng Bắc. Nhiệm vụ chúng ta được giao là cảnh giới hướng cường kích ta không làm tròn, để máy bay địch đánh trúng cầu và cường kích trúng trận địa hỏa lực gây thương vong cho người và pháo. Đáng lẽ sau khi hạ được máy bay ta cảnh giới ngay hướng Bắc thì đâu đến nỗi. Chúng ta trả giá quá đắt sau khi hạ được máy bay. Việc này trong kế hoạch tác chiến chưa được các cấp chỉ huy quan tâm. Tôi yêu cầu các đồng chí nghiêm túc kiểm điểm vì xương máu đồng đội đổ quá nhiều. Ta đã giữ cầu được 3 trận, thế mà trận cuối ta để địch đánh trúng cầu. Không khí buổi họp căng thẳng. Bí thư đảng ủy xã và chính trị viên Vọng đều lấy khăn lau mồ hôi trán. Bí thư xã gõ gõ cây bút xuống quyển sổ tay, thận trọng nói, một giọng nói thiếu tự tin, nửa áp đặt, nửa nước đôi. Đề nghị đồng chí Hồng bình tĩnh trước khi kết luận vấn đề khá nghiêm trọng này. Cờ ngoài bài trong, đồng chí không tham gia chỉ huy trực tiếp nên mới kết luận như vậy. Ngô Thị Hồng lại khịt khịt mũi, đôi mắt cá chày vằn đỏ. Hồng lên cơn thèm thuốc liền với tạm điếu thuốc lá trên tay xã đội trưởng ngồi bên, bập mấy hơi thật sâu rồi tiếp. Thưa đồng chí Thất, lúc đó chắc đồng chí đang trong hầm trú ẩn trên cơ quan huyện ủy nên cái cảm giác đau đớn không giống chúng tôi là người trong cuộc. Đồng chí cứ để tôi nói hết.
Việc này có liên quan đến máu xương chiến sĩ những trận đánh sau này. Rất đau đớn cho chúng ta. Ngoài lực lượng dân quân hiệp đồng, chúng ta mất cả một bí thư đảng bộ xã, mất cả một chính trị viên phó huyện đội. Đang trong lúc thiếu cán bộ thì thương vong này là rất nghiêm trọng. Mọi người nhìn qua cửa sổ hội trường, cách đấy không xa, hơn 20 nấm mộ còn nguyên màu đất mới và những bó hoa đặt trên mộ đang héo dưới nắng thu. Kìm cảm xúc, Hồng nói tiếp. Vấn đề thứ hai là việc kỷ luật khai trừ danh hiệu đoàn thể chúng ta cũng tùy tiện. Việc đồng chí Tầm và đồng chí Ba yêu nhau là hoàn toàn hợp lý. Họ có quyền để sống cho riêng mình. Họ đang trong độ tuổi kết hôn mà luật pháp cho phép. Vấn đề cái thai của đồng chí Tầm tôi không bàn. Nhưng thử hỏi, hai người yêu nhau và có quyền kết hôn với nhau sau khi mang thai có được không? Tại sao tổ chức hai bên không bàn bạc để làm thủ tục đám cưới hợp pháp cho họ? Tại sao bộ đội và dân quân lại không được yêu nhau trong chiến đấu? Chiến tranh là một việc, kết hôn lại là việc khác. Họ có quyền thành vợ chồng và sinh con. Việc đáng làm ta không làm mà lại đi kỷ luật chiến sĩ. Hỏi các đồng chí hành xử như vậy có đúng với lẽ đời không? Tôi thì duyên phận ngang trái đã đi một lẽ. Tôi muốn các nữ dân quân của tôi phải được yêu. Xin đồng chí Hồng bình tĩnh. Đồng chí là đảng viên nên đồng chí thừa biết đây là mệnh lệnh của trên. Ông Thất chống chế. Tôi còn đau hơn đồng chí ấy. Tôi chả cần biết lệnh trên. Tôi chỉ thấy nó vô lý và độc đoán. Đây là vấn đề con người. Nếu là lệnh trên thì cũng cho tôi nói thẳng, cái người ban lệnh là người không có tim hoặc người ấy ở trên cung trăng. Những ai thực hiện cái lệnh vô lý này cũng là người vô cảm, hay nói cụ thể là nhẫn tâm và tàn ác. Tôi vắng có 3 ngày mà về thì đồng chí Tầm đã bị khai trừ đoàn. Ai cũng biết vô lý nhưng vẫn răm rắp nghe lệnh. Hỏi có nên như thế không? Máy bay lại xoẹt qua, pháo lại nổ như Ngô Giang. Các trận địa vang lên những khẩu lệnh chiến đấu, cuộc họp tạm giải tán để mọi người đi làm nhiệm vụ. Dạo này chúng đánh mau hơn, chắc đánh hơi thấy cây cầu vừa nối lại. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.